Phần cuối câu chuyện, gia đình Liên và cái kết. Liên định giơ tay lên gõ cửa nhưng dừng lại, nhìn xuống mình rồi ghé sát vào tai anh Trường. Em phải về phòng thay đồ, mặc như này hơi hở hang, vừa nãy vội quá không nghĩ đến. Nhưng anh Trường không cho Liên làm điều đó, có lẽ anh đang sốt ruột với những gì sắp diễn ra nên anh bảo không cần, anh đang nghĩ Liên đang làm theo kế hoạch của anh. Không cần đâu, mặc thế là được rồi, em vào đi. Liên nhìn anh một lúc, tỏ vẻ bất đắc dĩ lắm mới phải như thế. Quay người gõ cửa 3 phát cho có lệ rồi vặn nắm khóa cửa, Liên bước vào trong với ánh mắt háo hức của anh Trường. Liên đóng cửa, khẽ vặn chốt trong để yên tâm là anh Trường có thèn đến mấy cũng không vào được. Thế giới chỉ còn lại hai mẹ người. Tiếng Tuấn ngỡ ngàng nhưng nói rất to cho bố nghe tiếng. Ơ, sao lại là mẹ? Con tưởng bố. Bố bảo mẹ thay bố nói chuyện với con. Nếu con không thích thì thôi, để mẹ xuống phòng gọi bố lên. Nhưng mẹ là con gái. Con ngại. Ngại gì con, mẹ là mẹ con, mẹ cũng như bố phải có trách nhiệm hướng dẫn con. Thế nào, có đồng ý không? Vâng, thế cũng được. Nhưng có gì mẹ đừng cười con nhé. Ừ mẹ không cười. Có gì mà cười, đây là chuyện nghiêm túc mà. Ai ở tuổi con cũng đều có nhu cầu tìm hiểu về chuyện này hết. Con muốn hỏi về những vấn đề gì? Vẫn là những câu nói mà mẹ con đã bàn tính trước được đưa ra và trả lời. Rốt cuộc câu trả lời cuối cùng của Liên. Ừ, để mẹ hỏi bố, nhưng con đừng có hy vọng bố đồng ý. Bố là vợ của mẹ, bố không muốn chia sẻ mẹ cho ai đâu. Bố ghen đấy. Thì con là con của bố mẹ mà, là người nhà với nhau. Nhưng chuyện này thì khác. Nói chung là phức tạp con không hiểu đâu. Hôm nay đến đây thôi nhé. Những điều con muốn mẹ phải hỏi bố cái đã rồi mới trả lời cho con. Nhưng mẹ nghĩ chuyện này là rất khó. Vâng ạ. Mẹ về phòng đi ạ. Con cũng đi ngủ đây. Ừ, ngủ ngon nhé con yêu. Mẹ về với bố đây. Hai mẹ con quyến luyến chia tay nhau. Liên mở cửa, thấy anh Trường mặt đỏ gay ở cửa phòng nhìn Liên. Khi cánh cửa phòng Tuấn vừa khép lại, anh Trường vội vàng kéo tay Liên, hai vợ chồng chạy bình bịch theo từng bậc cầu thang xuống tầng 2. Anh ấy không nhịn được nữa rồi. Liên tủm tỉm cười vì anh Trường đâu có biết ngoài những câu hỏi và trả lời của hai người còn những gì ở bên trong. Chỉ Liên biết và Tuấn biết. Từ từ đã anh. Sao vội thế? Cửa phòng vừa đóng, anh Trường đã không kịp hỏi tình hình như thế nào mà lao vào Liên với tốc độ như sao băng không để Liên kịp trở tay. Mọi người có thấy Liên khổ không? Liên cảm thấy sao mình lại khổ thế? Vừa mới cách đây 1 phút giờ lại nối tiếp nhau, không có Liên có phút nào nghỉ ngơi. Liên lẫn lộn khái niệm làm vợ. Không biết khi nào thì mình làm mẹ, khi nào thì làm vợ. Anh đang nghĩ gì? Nghĩ đến những lần trong quá khứ hay đang trong hiện tại? Nhưng có một điều chắc chắn, đó là anh đang cảm xúc quá cao. Điều đó hoàn toàn nằm trong kế hoạch và dự đoán của Liên. Kìa anh, sao lần này anh tốc độ thế? Liên cố tình kéo anh tỉnh khỏi giấc mộng của bản thân mình, hỏi thật to hy vọng anh sẽ mở mắt để Liên đọc xem trong mắt anh đang nói lên điều gì. Quả nhiên anh mở mắt thật, đôi mắt đỏ ngầu có vài sợi đỏ như con thú đang săn mồi. Vì anh thèm, có phải? Liên hiểu anh định nói gì, mà đúng là như thế, đúng như những gì trong đầu anh đang nghĩ đấy. Vì thế Liên phải chặn họng anh ngay, không cho anh nói. Liên không thể thừa nhận việc mình vừa bên trong, chưa đến lúc như vậy. Thì tại ai cả tối nay? Có chuyện gì à? Nói em nghe xem. Anh Trường ấp úng. Đâu đâu, làm gì có gì lạ đâu, làm gì có chuyện gì. Nghe cái giọng ấp úng này là biết anh thế nào rồi, anh đang lẩn tránh. Nhưng Liên không dại gì mà truy vấn anh đến cùng, kệ anh thôi. Nhân lúc anh đang đà cảm xúc, Liên phải thực hiện kế hoạch tiếp theo của mình. Trong lúc này cũng là lúc dễ dàng nhất để đánh gục người đàn ông, sách Tôn Tử có gọi đấy là kế thứ 37 trong binh pháp. Vừa rồi anh có nghe rõ Tuấn nói gì không? Nghe Liên nhắc tới Tuấn, anh Trường xúc động hơn. Đấy là chiêu trò Liên đã giăng ra và Trường đã sập bẫy. Những câu nửa vời, những câu để giúp Trường nói ra cái DIEU mà nàng cần nhất cũng đã được hoàn thành. 3 ngày sau, lúc này khoảng 10 giờ tối. Để bố trí ra khung cảnh này hai vợ chồng đã bàn bạc với nhau rất nhiều. Liên đồng ý với anh là sẽ dạy cho Tuấn biết thế nào trải nghiệm, nhưng kèm với đó là điều kiện anh phải chứng kiến chứ không phải là ở ngoài nghe lén. Lúc đầu anh cương quyết không chịu, chắc anh lo lắng điều gì đó mà Liên không biết. nhưng Liên làm nũng là nếu anh không ở đó thì Liên sẽ không đồng ý, vì Liên không muốn anh hiểu lầm Liên là giấu anh làm điều gì đó khuất tất với Tuấn. Để thực hiện được kế hoạch, anh Trường sẽ phải chui vào trong tủ quần áo, nhìn Liên qua khe hở rất nhỏ. Liên phải dồn quần áo sang một ngăn khác để một ngăn trống làm chỗ trốn cho anh Trường. Rồi hai vợ chồng nghĩ ra một kịch bản về việc vắng mặt của anh Trường. Nghĩ đông nghĩ tây, nhưng anh Trường không biết, thực ra chuyện đó là không cần thiết. Chỉ một loáng sau, Tuấn gõ cửa và vào trong phòng, nhìn giáo một lượt rồi ngây thơ hỏi mẹ. Ơ bố không có nhà à mẹ, con thấy dưới tầng 1 cũng tắt điện rồi. Liên ngồi ở mép giường, ánh mắt liếc về phía tủ quần áo, ngầm báo hiệu cho Tuấn là bố đang ở trong đó. Thực ra không cần báo như vậy vì Tuấn đã được Liên phổ biến rồi, chỉ là xác nhận hiện trạng mà thôi. Bố vừa có việc ở công ty đi rồi, chắc phải nửa đêm mới về. Tuấn lại gần giường, ngồi ở mép song song với Liên. Con cũng định một tí nữa xuống lấy sữa cho mẹ. Thế mẹ gọi con có việc gì ạ? À, thì chuyện hôm nọ, mẹ đã hỏi ý kiến bố rồi. Bố đồng ý để mẹ dạy con một số thứ mà con muốn biết. Nghe thấy thế, Tuấn nhảy cẫng lên như trẻ con được quà. Thật hả mẹ? Ừ, thật. Mẹ nói dối con làm gì? Bố mẹ cũng vì lo nghĩ cho con mà thôi. Tuấn cười ha hả tỏ vẻ rất vui. Vậy là bước đầu kế hoạch đã thành công. Nhưng những bước sau có sao thì chỉ có anh Trường là khổ, chỉ có Liên và Tuấn là vui vẻ trong lòng. Khi Tuấn vừa ra ngoài cánh cửa phòng vừa đóng lại, Liên vùng dậy đi về phía tủ. Liên mở cửa tủ nhìn vào bên trong. Liên không thể ngờ được cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Anh Trường há mồm thở hổn hển. Liên ôm lấy miệng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh Trường, anh cũng bị knock out đấy à? Liên có cảm giác nếu không có cái thành trong của tủ để tựa lưng thì anh Trường sẽ ngã mất. Nhìn anh vô lực, ánh mắt thất thần. Khi thực hiện màn này, Liên cũng đoán chắc chắn là anh cũng sẽ như vậy. Nghe Liên hỏi, nhưng anh không trả lời nổi, ánh mắt mơ mơ màng màng làm Liên phải cúi xuống vỗ vỗ vào má anh. Anh Trường, anh làm sao thế? Một lúc anh Trường mới uể oải nói. Anh không sao. Liên kéo anh đứng dậy mà Liên thấy tội nghiệp ghê. Lôi anh ra khỏi tủ, dìu anh về giường. Khi anh nằm xuống rồi, Liên ngồi ở bên cạnh anh kể khổ, cố tình tạo vẻ nguy hiểm. Anh thấy chưa? Em đã bảo rồi mà, vừa nãy quá nguy hiểm. Anh nhìn thấy rồi, nó là thanh niên mà. Thôi để lần sau mình sẽ có kế hoạch. Và trong nhà còn có một đối tượng quan trọng khác cần phải lưu ý. Đó chính là bố. Cả hai không nói với nhau nhưng đều biết là bố rất tinh. Chả thế mà ông đã phát hiện ra chuyện của anh Trường từ lúc mới bắt đầu. Giờ mà Liên cũng lại như thế với Tuấn, có giấu thế nào ông cũng phát hiện ra. Người già tinh tường lắm, chỉ cần nhìn ánh mắt, thậm chí là cái mùi thôi cũng sẽ lờ mờ đoán ra. Có khi ông rời cũng đồng tình với kế hoạch của Liên và anh Trường. Trời xui đất khiến thế nào mà mấy hôm sau, bố nói muốn họp gia đình. Bố thông báo là muốn đến với cô Hằng và các con của ấy rất ủng hộ mối quan hệ này. Cả nhà Liên đương nhiên đồng ý cả tay lẫn chân, mừng cho bố. Và ngay ngày hôm sau, ông bà đi ra phường đăng ký kết hôn. Buổi tối hôm đó thì cả nhà Liên, cả nhà cô Hằng bao gồm các con cô tổ chức một buổi tiệc ấm cúng tại nhà Liên, gọi như đó là bữa cỗ cưới cho ông bà. Liên cũng muốn tổ chức đàng hoàng một chút, mời họ hàng hai bên, hàng xóm láng giềng, nhưng ông bà không đồng ý, bảo là già rồi làm thế không tiện, chỉ cần đơn giản là được. Sau đám cưới đó, bố cũng nói là sang nhà cô Hằng ở. Các con cô Hằng đều đã ra ở riêng, nhà bên đó chỉ có một mình cô Hằng. Vợ chồng Liên cũng đồng ý, nhà cô Hằng và nhà Liên cách nhau có mấy nhà, không tính là bố đi ở rể, qua lại thường xuyên rất thuận tiện. Với lại cũng nên tạo ra một môi trường riêng cho đôi trẻ. Thế là nhà Liên lại chỉ còn 3 người. Tuấn ơi, vào đây giúp mẹ nấu cơm. Bố sang ở với cô Hằng, việc nấu cơm cho cả nhà lại do Liên đảm trách. Hôm nay, Liên đi làm về thì đã thấy bố con anh Trường về trước rồi. Liên không thay bộ áo dài, để đó nấu cơm luôn. Bài cũ soạn lại, Liên kéo cao cái quần lên, buộc tà áo lên phía trước rồi đeo tạp dề. Anh Trường và Tuấn đang ngồi ở phòng khách xem điện thoại thì Liên triệu hồi Tuấn. Kế hoạch bắt đầu. Nếu như anh Trường không có ở đây thì Liên chẳng cần màu mè làm gì. Vâng con đây, mẹ cần con làm gì? Thực ra có chuyện gì cần Tuấn giúp đâu, chỉ là muốn cô cậu vào đây, làm vài biểu hiện cho anh Trường thấy là được. Khi con đến gần Liên, Liên nói nhỏ không cho anh Trường nghe thấy, làm gì cũng được, thoải mái biểu hiện đi. Anh Trường đang ngồi ở ghế salon, thấy Tuấn vào trong bếp thì đứng dậy đi về phía bàn ăn và ngồi xuống ghế. Anh muốn gần hơn để nhìn thấy biểu hiện của Tuấn. Mọi thứ sắp đặt đã xong, Liên bắt đầu nấu cơm thôi. Tuấn cứ luẩn quẩn quanh Liên, làm mấy cái việc linh tinh mà không làm cũng được. Ban ngày thì cả nhà đi làm, buổi tối thì anh Trường tiệt ở nhà không có đi nhậu nhẹt gì. Từ hồi vợ chồng làm hòa đến nay, hiếm hoi lắm anh mới đi tiếp khách buổi tối. Chắc cũng chừa cái tội vì đi hát mà bị bắt tạm giam rồi. Tầm nửa tiếng sau thì nấu xong, Liên bảo Tuấn lên nhà đi tắm rồi xuống ăn cơm. Lúc Tuấn đi lên, Liên lại gần anh Trường hỏi. Anh thấy thế nào? Em mải nấu ăn nên không kịp quan sát. Anh Trường ghé sát đầu vào tai Liên nói nhỏ. Anh mà không có ở đây là em chết với nó rồi. Mặt Liên đỏ rừ, hai vợ chồng nhìn nhau một cái rồi cười. Buổi tối hôm đó, cũng gần đến giờ Tuấn mang sữa lên thì anh Trường nhìn Liên một cái, nhìn khá là kỹ làm Liên thấy lạ, tưởng mình có sơ sót chỗ nào. Tự nhìn mình một cái thì Liên thấy bình thường mà, cái áo ngủ cộc tay có cúc, cái quần đồng bộ dài đến bụng chân thêu hoa đẹp mà. Sao anh nhìn em vậy? Mặc thế này thì mơ xa làm sao được, chờ anh tí. Hai vợ chồng còn có một kế hoạch trêu Tuấn nữa, đó là để Tuấn mơ xa cho Liên vào tối nay, lúc Tuấn mang sữa lên. Anh Trường tưởng Tuấn không biết nhưng Liên đã ngầm báo cho Tuấn kế hoạch tối nay của bố mẹ rồi, cũng dặn dò Tuấn một số thứ, đặc biệt là không được làm quá. Anh Trường đến tủ quần áo rồi quay lại đưa cho Liên. Đây em mặc vào. Liên cầm lấy, là một cái váy 2 dây. Ngắm nó một lát Liên nói. Em mặc cái thì mới nguy hiểm. Không sao đâu mà, cứ mặc vào đi, nghe lời anh. Nhanh lên, thằng Tuấn sắp lên rồi. Liên lưỡng lự không biết tính sao, giả vờ thế. Cuối cùng miễn cưỡng thay cái váy ra. Em lên giường nằm đi, việc hôm nay mọi thứ cứ để anh nhé. Tầm 5 phút sau thì có tiếng gõ cửa, anh Trường giật bắn mình trả lời, có lẽ anh đang hồi hộp lắm. Vào đi Tuấn. Tuấn đẩy cửa cầm cốc sữa bước vào, Liên khẽ ngẩng đầu lên nói với con. Mang sữa vào cho mẹ đấy à con? Vâng ạ, mà mẹ làm sao đấy ạ? Anh Trường trả lời thay Liên. Mẹ bị đau lưng, bố mày đang phải đấm bóp đây này. Vâng ạ, con để sữa ở đây, mẹ uống sữa luôn đi cho kẻo nguội ạ. Nói xong thì Tuấn đặt cốc sữa xuống bàn táp luy, định bước ra khỏi cửa về phòng mình thì anh Trường gọi giật lại. Tuấn, Tuấn, lại đây giúp bố tí, đấm bóp cho mẹ hộ bố tí, bố đang mệt. Tuấn quay lại ngay, tỏ vẻ bất ngờ vì lời đề nghị của bố, khuôn mặt lại tỏ vẻ ngại ngùng mới chết chứ. Liên cứ nằm im, chẳng nói gì, kệ cho hai bố con tự biên tự diễn. Nhưng mà con có biết làm gì đâu, con chưa massage cho ai bao giờ. Anh Trường vẩy tay về phía Tuấn, ngoắc ngoắc con lại gần giường. Có gì mà không làm được, lớn rồi giúp mẹ một tí không được à? Bố mày ở đây hướng dẫn cho yên tâm. Tuấn trèo lên giường, cái giường trùng xuống một cái. Tim Liên hơi loạn nhịp. 3 người gia đình Liên, 1 người đàn bà và 2 người đàn ông. Liên thêm vào cho gọi là có tí, cũng thể hiện thái độ của Liên là không ham hố gì. Kìa anh, con nó không muốn thì anh đừng ép nó. Anh Trường sợ Liên đổi ý nên chêm vào ngay. Có mà, nó đồng ý. Em mệt thì cứ nằm im, để bố con anh làm cho. Kìa Tuấn, bắt đầu đi không mẹ giận bây giờ. Tuấn ngồi sát vào sườn Liên, luống cuống chả biết làm gì. Liên nằm sấp, đầu nghiêng song song với giường nên không nhìn thấy khuôn mặt của anh Trường và Tuấn. Chỉ nghe Tuấn nói. Thế giờ con phải làm gì? Anh Trường lồm cồm bò vào phía trong tường, ngồi ở một bên sườn. Đầu tiên con đấm nhẹ nhàng như thế này này. Anh Trường nói xong thì đấm mẫu mấy cái vào lưng Liên. Rồi Tuấn làm theo. Một lúc sau thì anh Trường thôi không đấm nữa mà ngồi tựa lưng vào tường hướng dẫn. Rồi, bây giờ con bóp ở vai cho mẹ đi, bóp nhẹ nhàng thôi. Tuấn bắt đầu bóp vai cho Liên. Tay con ấm áp mà khá mịn màng vì không phải làm việc nặng bao giờ mà. Sướng phết, nuôi con lớn bằng từng này rồi nay mới được hưởng thụ sự chăm sóc. Anh Trường lại hướng dẫn. Bóp thế là đúng rồi, con để ý mẹ, nếu mẹ kêu lên tức là mình làm mạnh quá làm mẹ đau. Kế hoạch đưa ra là tức phải hoàn thành, mà nó hoàn thành hơn mong đợi. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc phát ra. Liên hạnh phúc, Liên đoán cả anh Trường và Tuấn cũng như vậy. Hạnh phúc là đây chứ ở đâu. Câu chuyện phần cuối đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Bạn đọc thân mến, câu chuyện mà Liên kể về cuộc đời mình bắt đầu từ cách đây 5 năm. Có mặn ngọt, buồn vui, có thăng trầm và hạnh phúc. Nếu để quay ngược thời gian trở lại, Liên không hối tiếc vì những quyết định của mình, bởi hiện tại Liên đang rất hạnh phúc. Tuấn sau khi học hết cấp 3 đã đi du học bên Pháp, chỉ còn vợ chồng Liên ở nhà. Mỗi lần con về thăm nhà, hoặc vợ chồng Liên sang Pháp thăm con thì không cần nói ra ai cũng hiểu. Có lần Liên hỏi anh Trường rằng anh có hối hận không? Ngay lập tức anh lắc đầu, anh nói anh chưa bao giờ hối hận. Với anh quan trọng nhất chính là tất cả người thân của mình được sống vui vẻ và bình an. Bố chồng Liên và cô Hằng từ dạo thành vợ thành chồng thì sống rất hạnh phúc, con chăm cha không bằng bà chăm ông, đúng với hoàn cảnh của bố chồng Liên. Kể từ dạo ấy, chị em hội ba mẹ tâm lý cũng không còn như xưa, vẫn nói chuyện với nhau nhưng cả ba chị em đều tránh né chuyện với mấy đứa con. Liên có thể khẳng định mẹ con Thùy Trâm và Minh, mẹ con Mỹ Anh và Quang cũng giống như Liên và